quan điểm cá nhân của mình ấy, thì trước mỗi vụ phá rừng quan điểm cá nhân thì các anh thì với cái chức năng nhiệm vụ của chúng tôi công tác điều tra xử lý tội phạm trong thời gian qua trên địa bàn Nghệ An với sự chỉ đạo của ban giám đốc và sự phối hợp của các ngành chức năng, chúng tôi đã phát hiện được nhiều cái vụ khai thác lâm sản trái phép, và nếu những hành vi phá hoại đó và chặt phá đó mà đủ yếu tố không thành tội phạm để xử lý theo pháp luật, xử lý bằng biện pháp hình sự thì chúng tôi cương quyết xử lý dù bất kỳ người đó là ở cương vị nào, công tác nào. Còn đối với trường hợp nào mà chưa đến mức để xử lý bằng hình sự thì chúng tôi là chuyển vào các cơ quan chức năng để xử lý hành chính theo quy định của pháp luật. À, thưa ông, trong 1-2 ngày vừa rồi thì dư luận của nhân dân đang đặt câu hỏi liệu trên địa bàn huyện Quế Phong, mà cụ thể là địa bàn xã Hưng Dịch, đang diễn ra tình trạng phá rừng. Thì qua cái việc mà kiểm tra thực tế trong 2 ngày vừa qua thì ông là trưởng đoàn trong đoàn kiểm tra này, qua kết quả kiểm tra thì hiện nay như thế nào? Các anh là sau khi báo Vietnamnet ra ngày 9 tháng 8 năm 2016 có đăng bài phản ánh về cái trường hợp chặt phá rừng, khai thác gỗ trái phép xảy ra ở khu bảo tồn thiên nhiên Phù Hoạt thuộc xã Khánh Dịch, huyện Quế Phong. Sau khi có cái bài báo đăng đó thì dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh tại công văn số 141 ngày 9 tháng 3 năm 2016 về việc giao cho công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ cái bài báo phản ánh, để nếu có sai phạm thì để xử lý theo quy định pháp luật. Thì sau đó thì công an tỉnh Nghệ An giao cho tôi thượng tá Hoàng Trọng Đống, điều tra viên cao cấp văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, chủ trì phối hợp với các ban ngành để thành lập cái hội đồng khám nghiệm. Thì hội đồng khám nghiệm chúng tôi là đủ thành phần theo quy định pháp luật. Sáng hôm nay là ngày mùng 10 tháng 6 năm tháng 8 năm 2016 thì đoàn chúng tôi xuất kích là từ địa điểm ở khu bảo tồn Phù Hoạt thuộc xã Hành Dịch, huyện Quế Phong, đi vào nơi xảy ra sự việc theo báo phản ánh. Thì khi chúng tôi đi đây, lực lượng chúng tôi gồm có là bên cơ quan điều tra, rồi bên chủ rừng là bên khu bảo tồn thiên nhiên Phù Hoạt là chủ rừng, công an về phía công an tỉnh ấy, thì cũng có phòng cảnh sát môi trường gọi là BC49, rồi phòng kỹ thuật hình sự BC45, và giám sát và chứng kiến cái cuộc khám nghiệm thì ở viện cảnh sát tỉnh có cử đồng chí là phó trưởng phòng viện cảnh sát tỉnh lên tham gia cùng chúng tôi ở về phía tỉnh. Còn về phía huyện thì có chi cục kiểm lâm của huyện Quế Phong, công an huyện Quế Phong và là chi cục kiểm lâm huyện Quế Phong, đồn biên phòng Hành Dịch và ủy ban đại diện là của chính quyền địa phương xã Hành Dịch để tham gia đoàn, và một số chúng tôi mời người chứng kiến để tham gia cái khám nghiệm theo đúng quy định pháp luật. Thì đoàn chúng tôi đi thì cũng trên vòng 30 người, đặc biệt là có cái báo chí quan tâm nên là chúng tôi cũng qua được nắm được, thì có cái anh báo ở Tiền Phong, rồi là Vietnamnet là chính anh Bình là người viết bài báo đó cũng đi, là chúng tôi nhất trí, rồi là CTV là các anh cũng lên để quay lại những cái hình ảnh đó. Thì tại nơi đó thì chúng tôi cũng tạo điều kiện cho các anh tác nghiệp, và tôi nói rằng cái việc các anh tác nghiệp tại đó là theo cái chức năng của luật báo chí của các anh làm, còn chúng tôi làm thì các anh làm, chúng tôi làm theo quy định của pháp luật. Báo các anh thì chúng tôi lên là làm xong và kết thúc thì anh mới đến, chúng tôi vừa đây là chúng tôi ra từ đến 18:02 thì chúng tôi về tại địa điểm tập kết an toàn. Theo kết quả ban đầu thì hiện tại thì báo các anh là kết quả ban đầu thì chúng tôi lên tại khu vực ở đó là tiểu khu 60, mà đi bắt đầu vào trên rừng ấy, là chúng tôi đi cả về là hơn 24 cây số đường rừng rất dốc, trời mưa. Và cách cái cột mốc biên giới thì có khoảng là 1 cây số đường chỉ bay nữa thôi, nên để các anh biết rằng là nó rất xa, khu dân cư không có, không có một bóng người, để nói chân thật như thế, chỉ có một đường đi nhỏ, và đặc biệt là cái khu rừng này nguyên sinh cây rất nhiều. Chỉ có đến cái khu vực mà báo chí đăng về đăng tải đó thì chúng tôi kiểm tra tại hiện trường, mở rộng hiện trường đấy,
thì chúng tôi phát hiện là tại khu vực này nó có 8 cái cây bị chặt phá, thì trong đó là có cây số 1, cây số 2 và cây số 6 là mới chặt mới cách đây, theo bà con địa phương nói cách đây chặt đây, cách đây theo kinh nghiệm của họ. Và những cái cây rễ thì khoảng 1 đến 3 tháng. Thì cây số 1 thì nó cái rễ được kính quay về kính thước to, nhưng mà trong rộng thế này, nơi rộng độ rộng không thể cái chúng tôi đo rồi, nhưng mà thường phải trên 40 phần độ rộng là thối như thế này. Rồi cây số 2 ấy, là khi người ta chặt thì cây này là chết đứng. Chết đứng thì khi chặt là người ta nghĩ rằng là không dừng nữa, không lấy, không lấy. Còn cây sừng rê là cây bọn tôi đánh dấu là cây số 6, thì cái này cũng mới chặt mà về cái đường kính là có 32 cm thôi, thì người ta đón đường sâu họ lấy một, họ lấy đi một đoạn khoảng dưới 3 mét, còn lại một khúc lại là cũng khoảng 2 mét rưỡi. Còn đó qua kiểm tra thì đúng về cái cách nhiệm chung là trường bao chứ không khẳng định được việc phá rừng được có không? Cái việc bây giờ nói phá rừng ấy thì thực ra nói ở tại một cái diện tích rất rộng mà chỉ có 3 cái chặt mới này, thì ta gọi là đã chặt là có rồi. Mà trong quá trình để chúng tôi kiểm tra xem xét là để làm rõ là tổ chức cá nhân làm chặt thì mới xác định được cái rõ thôi. Cứ dùng cái từ ta gọi là chặt rồi phá rừng thì nó thấy rằng cái câu từ mà nói là chặt phá thì nó rất rộng và gây thiệt hại rất nặng nề về diện tích rừng và cây rừng. Nhưng mà đây trong cái cả diện tích đó rộng mênh mông hàng nghìn mét vuông thì chỉ có 3 cây để bị chặt mới, còn lại hàng nghìn hecta thì có 3 cây mới chặt mới, còn lại là 5 cái gốc này là hơn 10 năm, 5 cây cả cây cả gốc hơn 10 năm mọc mối bọt hết rồi, ải rồi. Thì dân người ta lấy cái cành đó, người ta cái cưa để tận thu, nhìn gỗ thì nhìn nó là cảm thấy mới, nhưng mà đây là vì cái gỗ này theo cách nói sơ bộ là coi là gỗ bơ mu thì có thể 10 năm nó vẫn cưa đạt cũng mới rồi. Cái con là coi cái vỏ ngoài đấy anh thấy đây, còn tôi đập đây đen xì hết không có vỏ nữa anh. Thì cái việc để nói cái từ chặt phá thì chúng tôi chưa kết luận. Theo cái chủ quan kết luận ban đầu thì mình đánh giá cái tình hình chung thì phải nói rằng là cái diện tích rừng nó rộng hàng nghìn hecta mà mới có cái 3 cây này, thì chúng tôi trên cơ sở còn tôi chỉ nếu về mặt pháp luật thì chúng tôi chỉ nói 3 cây này đã bị chặt ấy nè, mới bị chặt trong thời gian gần đây thôi, chứ còn để nó kết luận nó là chặt phá rừng trái phép rồi là cái này khác thì phải quá trình điều tra mới kết luận được. Thì khối lượng gỗ mà số lượng gỗ thì bây giờ là cái số này để người ta chuyển đi rồi, thì sắp tới là chúng tôi sẽ là trưng cầu để phối hợp các cơ quan chức năng xem thì người ta có kết luận là số lượng gỗ là bị chặt 3 cây này là bao nhiêu, hãy đặt vào trong đó nó độ tuổi bao nhiêu và giá trị sử dụng như thế nào, là chúng tôi sẽ có cái trưng cầu giám định để kết luận thì mới có căn cứ để xử lý. Thưa ông, là qua kết quả thực tế của mình kiểm tra thì so với những cái thông tin mà một số báo chí đưa lên nó có khập khiễng hoặc là vượt quá nhiều so với cái thông tin mà chúng ta. Thực ra cái này thì theo tôi nghĩ là báo thì tôi cũng đọc rồi, nhưng mà cái việc viết báo là cái tác nghiệp và theo luật báo chí thì cái anh là phóng viên đã viết là chịu trách nhiệm trước pháp luật. Anh ạ, tôi cũng không nhận xét gì về cái nội dung bài báo họ viết, mà chúng tôi làm là trên cơ sở báo phản ánh thì chúng tôi kiểm tra xác minh theo chức năng của ngành công an và dưới sự chỉ đạo của ủy ban nhân tỉnh để làm rõ vấn đề này.